Và thứ tư, con xin được kính mời cha linh hướng, quý cha, quý tu sĩ. Con xin được kính mời quý cha. Và thứ năm, xin được kính mời ca đoàn mẹ và lòng Chúa thương xót. Và cuối cùng con xin được kính mời quý thành viên gia đình mẹ và lòng Chúa thương xót. Và cộng đoàn dân Chúa, xin quý ca đoàn và quý cộng đoàn dân Chúa cũng như quý thành viên, chúng ta xếp thành hàng 4 để chúng ta đi trong trật tự. Và ở quấy nhà thờ, chúng ta có các anh chị đứng ở quấy nhà thờ để phát cho chúng ta những lá cờ. Xin mọi người nhận cờ để đi rước kiệu. Xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.